Thưa quý vị và các bạn, ở tỉnh Hưng Yên, cả hệ thống chính trị cũng đã vào cuộc tích cực với tinh thần chống dịch như chống giặc. Mỗi người dân là một chiến sĩ để dịch bệnh không lây lan trên địa bàn. Ngoài các lực lượng xung kích trực tiếp chống dịch COVID-19, những ngày này, mỗi tập thể, cá nhân, người dân đã và đang có những việc làm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm đóng góp cùng với cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Gia đình ông Lê Văn Mạc, 90 tuổi, ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, có cuộc sống khó khăn, hiện đang sống trong ngôi nhà chưa đầy 25m2 và nhiều năm nay phải chăm sóc một người con bị nhiễm chất độc da cam. Song ông đã ủng hộ 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh dịch COVID-19 của phường. Dù cuộc sống cũng chẳng dư giả gì, nhưng tuần vừa qua, bà Lê Thị Tỉnh, 80 tuổi, cùng chắt nội là cháu Đỗ Kiều Vi, 8 tuổi, ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, dành toàn bộ số tiền tiết kiệm, mừng tuổi, gần 10 triệu đồng, để ủng hộ cho thôn Chí Trung, nơi đang thực hiện cách ly y tế và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của xã. Cụ cháu tôi ở nhà thôi, cụ cháu mới mang ra để ủng hộ, quyết tâm cùng với cộng đồng có một chút để đẩy lùi cái dịch bệnh này, trở lại bình thường cho các con cháu tôi đi làm, cho các cháu chúng tôi được đi học. Gần một tháng qua, toàn tỉnh đã quyên góp tiền các nhu yếu phẩm, gạo, khẩu trang, nước rửa tay, diệt khuẩn, trang thiết bị y tế với tổng số gần 30 tỷ đồng. Điều đáng nói là với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân không phân biệt địa vị, tuổi tác, tùy theo khả năng đều có những việc làm thiết thực, trách nhiệm. Thì chính phủ vẫn kêu gọi là phòng chống dịch hơn như chống giặc ấy, đang cái thời điểm dịch như thế này, mình góp một chút công sức cùng mọi người chống phòng chống dịch. Và đến giờ thì tôi may khoảng tầm hơn 2.000 khẩu trang rồi, gần như là mọi người xung quanh nơi tôi sống thì gần như là được tặng hết. Thông qua Mặt trận Tổ quốc thì công ty chúng tôi có tài trợ tiền mặt trị giá là 500 triệu cho cái công tác phòng dịch tại cơ sở y tế địa phương của một số tỉnh. Và ngoài ra bằng cái thực phẩm sẵn có trong cái nguồn mà công ty có thể sản xuất ra được thì cũng sẵn sàng là sẽ chung tay để mà tài trợ cho những cái cơ sở cách ly tập trung số lượng lớn cho bà con trong khu vực đó. Cả nước đang dồn sức cho đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và trong khó khăn vất vả lại lan tỏa những nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần vì cộng đồng. Tất cả nhân dân đã và đang cùng với Đảng, chính quyền một lòng quyết tâm để giành chiến thắng đại dịch, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn, bình an và hạnh phúc.